Con nhớ bố không? Bố nhớ con kìa, bố nói bố nhớ con kìa. Xin chào cả nhà, quay lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở quê nhà mà không có Yuri. Thì hôm nay Thúy bị sốc nhiệt một chút, tại vì đang ở Sài Gòn nóng và về đây thì 16 độ C và sương mù bao phủ hết. Bây giờ đã là 7 rưỡi sáng nhưng mà sương mù vẫn còn rất là dày luôn. Mặt trời đã lên cao mà vẫn không thể xuyên, vẫn không thể đuổi sương mù đi được ý. Thì không có mang đồ ấm về cho em Moon và em Bon, nhưng mà cũng may là mang mỗi đứa một bộ Halari về. Thì bộ này của em Moon thì nó ấm hơn của em Bon, tại bên trong có lớp nỉ này. Ủa đâu rồi? Đây, bên trong có lớp nỉ. Và bên ngoài thì chống nước, chống gió. Của Bon cũng vậy, nhưng mà Bon thì mỏng hơn một chút xíu. Thì chưa kịp mua áo khoác cho Moon luôn. Bon thì có áo khoác nhẹ nhưng Moon thì không có. Bon đang đi ra ngoài kia, bà ngoại nãy giờ bà ngoại quét sân xong rồi quét đường, Bon ra ngoài kia rồi. Bây giờ để xây nhà, múc cát xây nhà, làm việc hả? Đang làm việc hả? Thương quá, mình lủi thủi chơi mình, không chỉ đi học hết rồi. Cái này cái đó là cái gầu xúc. Xúc. Cái này. Wow, to quá. Có mà auto đâu? À, xúc cát lên xe tải hả? Để mẹ vào tìm xem xe tải đâu nhá. Chút ra mẹ dọn lá ở chỗ này nhá. Mấy nay gió quá nhỉ. Lá bay tứ tung nhỉ. Đi, đi nào Bon. Đi. Bon ăn sáng đã con, ăn sáng xong rồi đi chơi. Cái gì đó con? Cái gì trong cái tô đó? À, cacao đâu? Cacao đâu? À, rồi cơm đâu? Cơm đâu? À, cơm đó hả? Ồ ho. Bon bữa nay chơi đồ hàng, chơi nấu ăn vậy chứ. Sao hồi mua cho Bon bộ chờ đồ nấu ăn, đồ hàng quá. What? Nhầm. À. Cao. À, cacao. À, ngon không? Ngon quá. Cơm đâu? Cơm. À.
Tội quá, thương quá. Ngoài nhưng mà xong thấy mẹ đi xe máy đi mua bỉm cho em Moon xong rồi đòi đi theo này. Con đi với mẹ hả? Đi một chút thôi nhá, xong rồi con uống cà phê bà ngoại nhá. Ok, để mẹ về mẹ cho mẹ Moon. À cacao, ok xin lỗi, uống cacao không phải uống cà phê. Để đi nhá. Đi nhá. Dạ. Ok. Thật ra là tại vì Thủy mua bỉm ngay trước mặt này lên nè, cho nên là không được cho em Bon. Ôi giời. Ăn chịu. Ăn chịu. Ừ, đi chơi. Let's go. Đi chơi. Đi uống cacao. Với bà ngoại. Với mama. Ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Việt Nam. Ok. Yeah. Ok. Cái mẹ là ghẹt vậy nè, thằng càng to càng ngon là vì thằng con nà, chết tao thằng to quá. Mà muốn thích con cá, mà muốn thích con cá. Muốn con cá thôi, con cá. Con gì đây Bon? Bon ơi, con gì đấy? Bon là con gì ấy nhỉ? Con bò à Bon? Bon ơi, con gì á Bon? Con gì? Con cá, đúng rồi, cái miệng ăn đu đủ lắm. Con cá. Bể của ba đó. Xong nhanh. Xong. Bon được đi chơi tại gần nhà. Thật ra bây giờ người ta đã mua hết rồi, bây giờ Bon chỉ đi xa xem hậu thôi. Cái thuyền đúng rồi. Come on, yolo, Vietnamese. Con nhớ bố không? Bố nhớ con kìa, bố nói bố nhớ con kìa. Em muốn xem một vòng luôn rồi. Ha ha, hú ha, cúc cu. Con cúc cu bố đi, cúc cu. Oh oh. Oh, he wants to kissing you. Oh yo. No. Con muốn gì? Con lấy gối con ngủ đây hả? Hôm nay con ngủ đây hả? Con nằm đây ngủ hả? Nằm xuống cỏ cái này. Để dân xuống nằm xuống cỏ cái này. Nằm xuống ngủ đi. Nằm cỏ thật mà. Thế là Bon quyết định ngủ giữa nhà này đúng không? Bon quyết định ngủ đây hả? Trời ơi, cái sàn nhà này lạnh lắm, lạnh cống luôn á mà ngủ đây hả? Đấy. Ngủ ngon nhá. Em nhất lên cái này khó. Rửa cái chân đi đâu về, đi rửa chân ngay. Ôi trời ơi, đi rửa chân ngay. Đi đánh răng nhanh. Kệ. Thôi, không ok nữa đâu, không có ngủ đây được, lạnh lắm, phải mang tất cả. Không, đừng lấy gối ra nữa con. Đi đánh răng thôi. William mà. Thôi trời ơi, coi William, có ông bà, cô chú coi Bon này. Mang gối ôm ra đây làm gì? Đi đánh răng đi ngủ nào, đi rửa chân nữa. Tại sao lại đi chân đất ra sân làm gì hay? Tại sao con lại đi chân đất ra sân? Đi chân đất ra sân dơ á. Ôi ôi. Cái chân kìa ghê quá đi. Đi rửa chân rồi lên giường ngủ nhanh.
Rồi móc vào nha. Đừng có kéo vậy dơ con. Đi rửa chân nhanh. Tại sao mẹ kêu đi giày trước khi ra sân mà đi chân đất ra sân? Thôi Thúy phải xử lý con này. Hả? Đi giày. Đi đâu? Đi chơi á, đi đâu? Không, đi ngủ nè, đi ngủ đi nè. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta.